hoạt động tranh cử của Tổng thống Trump có thể biến thành sự kiện siêu lây nhiễm COVID-19. Hàng nghìn người ủng hộ ông chủ Nhà Trắng chuẩn bị tụ họp ở một nhà thi đấu tại Tulsa, nơi COVID-19 đang hoành hành, biến nó đứng trước nguy cơ trở thành một sự kiện siêu lây nhiễm. Các cuộc biểu tình lan rộng khắp nước Mỹ sau cái chết của George Floyd đã khiến các nhà khoa học lo sợ về sự việc lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, nước Mỹ vừa có thêm một lo lắng mới. Cuộc tụ họp chính trị của những người ủng hộ ông Trump, sự kiện khởi động việc tái tranh cử của ông chủ Nhà Trắng, có nguy cơ biến thành sự kiện siêu lây nhiễm. Theo kế hoạch, sự kiện này diễn ra vào ngày 20 tháng 6 tại trung tâm POK ở Tulsa, đánh dấu sự kiện công cộng lớn trong nhà đầu tiên kể từ khi nước Mỹ tiến hành các biện pháp giãn cách xã hội từ giữa tháng 3 nhằm ngăn chặn virus corona lây lan. Đối với các nhà khoa học, sự kiện ủng hộ ông Trump diễn ra ở nơi vốn thường tổ chức hòa nhạc hoặc các trận thi đấu thể thao, có thể là thử nghiệm có 102 về khả năng lây nhiễm của COVID-19 trong môi trường kín. Việc nó diễn ra ở một thành phố trong một tiểu bang có số ca mắc COVID-19 tăng vọt từ đầu tháng 6 khiến lo sợ bao trùm. Eric Tobon, giám đốc viện nghiên cứu ở California nhấn mạnh, nếu đó không phải là một sự kiện siêu lây nhiễm thì quả thật đáng ngạc nhiên. Bạn sẽ có rất nhiều người ngồi ngay gần trên đầu nhau và không ngừng la hét ở giữa một ổ dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhóm của ông Trump dường như bỏ ngoài tai những lời cảnh báo. Họ tập trung vào nỗ lực tổ chức sự kiện kỷ lục, tạo ra bầu không khí giống như bữa tiệc với âm nhạc và giải trí. BOK Center là nơi có sức chứa 19.000 người nằm ở giữa trung tâm thành phố Tulsa. Ông Trump nói rằng sự kiện có thể không còn một chỗ trống, bất chấp các quan chức y tế thành phố nỗ lực để nó diễn ra ở một nơi khác. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là một đám đông kỷ lục. Chúng ta sẽ không còn ghế trống, ông Trump tuyên bố hồi đầu tuần. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm chỉ xảy ra với những người tham gia. Tổng thống Trump ít có nguy cơ bị lây nhiễm. Trong các sự kiện trước đây, ông Trump thường tránh tiếp xúc trực tiếp với đám đông. Thay vào đó, ông ấy chỉ đứng trên sân khấu, nói nhưng không di chuyển xuống phía dưới. Sự kiện lần này có lẽ cũng vậy. Ông Trump nhiều khả năng sẽ giữ khoảng cách an toàn với người ủng hộ mình. Đối với những người tham gia, rắc rối họ phải đối mặt lớn hơn nhiều. Họ cần đồng ý loại trừ trách nhiệm cho đội ngũ tranh cử của Tổng thống nếu xảy ra vấn đề gì với bản thân họ. Người tham gia phải kiểm tra thân nhiệt. Họ được phát khẩu trang miễn phí nhưng không bắt buộc phải đeo nó. Tuy nhiên, việc kiểm tra thân nhiệt đầu vào gần như không có giá trị trong việc ngăn chặn COVID-19 bởi rất nhiều trường hợp mắc bệnh nhưng không triệu chứng. Với khẩu trang, ngay cả khi tất cả mọi người cùng đeo, lây nhiễm vẫn có thể xảy ra bởi môi trường kín. Nếu trở thành sự thật, đây sẽ là một thảm họa cho y tế cộng đồng ở Mỹ. Nước Mỹ có một bài học điển hình để lo sợ. Tại một nhà thờ ở hạt Skagit, Washington, 61 thành viên đã tham dự buổi tập hát sướng kéo dài hàng giờ vào tháng 3. Kết quả là 52 người trong đó bị lây COVID-19 từ một thành viên nhiễm bệnh của dàn hợp sướng. Con số 19.000 người mà BOK Center có thể chứa thực sự là nỗi ám ảnh. Joshua Wade, giáo sư sinh học tại Viện Công nghệ Georgia, nhấn mạnh rằng, ngay cả khi sàng lọc, tôi chắc chắn một điều là sẽ có, thậm chí là có nhiều người nhiễm COVID-19 có mặt trong sự kiện. Bằng các phép tính, nguy cơ có người mắc COVID-19 tham dự sự kiện lên tới 99%. Lina Wen, giáo sư về y tế cộng đồng tại Đại học George Washington, cũng chia sẻ quan điểm với giáo sư Wade. Bạn có thể có hàng chục người mang mầm bệnh và bạn không biết ai là người có COVID-19. Điều đó khiến mọi người gần như chắc chắn đều có nguy cơ lây nhiễm khi tham gia sự kiện này, bà Wen nói. Trong khi đó, môi trường hoàn toàn khép kín của nhà thi đấu khiến các giọt bắn bao quanh môi trường. Việc tiếp xúc với những giọt bắn này khiến những người tham dự đặc biệt dễ bị nhiễm bệnh. Trong khi đó, sự kiện của ông Trump chủ yếu bao gồm những người lớn tuổi tham dự, đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước dịch bệnh nguy hiểm này. Các cuộc biểu tình trên đường phố với chủ yếu người trẻ tham gia được coi là ít nguy hiểm hơn so với hoạt động tranh cử sắp diễn ra của ông Trump. Ngoài ra, hò hét và hô vang khẩu hiệu
là đặc trưng của các sự kiện tranh cử của ông Trump. Khi đám đông hò hét, nguy cơ nhiễm bệnh của họ cao hơn nữa. Hò hét trong môi trường kín khiến khả năng nhiễm bệnh của một người trở nên rất cao. Ames Adagia, học giả cao cấp tại Trung tâm An ninh Y tế John Hopkins nhận định, virus có khả năng lây lan mạnh hơn trong môi trường trong nhà, nơi khó khăn hơn trong việc duy trì giãn cách xã hội, thông gió kém và không có tia UV để diệt virus corona. Trong khi đó, ông Trump từng chế giễu đối thủ Joe Biden khi nhóm của ông tuân thủ các quy tắc đảm bảo giãn cách xã hội. Chính vì vậy, chẳng có lý do gì để tin rằng ông Trump sẽ yêu cầu những người ủng hộ mình làm điều tương tự. Ngay cả việc đeo khẩu trang cũng không phải bắt buộc. Hiện tại, ông Trump đã nói về việc tổ chức các sự kiện tương tự ở Florida, Texas, Arizona và Bắc California, dù chưa có kế hoạch chính thức.